quen bạn trai là cứ toàn gặp người có vợ. Toàn gặp người có vợ không? Dạ đúng rồi chị. Mà mình không biết người ta có vợ rồi mình quen, hay là mình quen rồi rồi mình mới biết là người đúng ta có rồi vợ. Giấu giếm kỹ lắm, xong cái quen khoảng 1 tháng 2 tháng cái là biết ra là có vợ. Cân đối là sao? Tám mấy tám mấy đều hết hả? Dạ không, hôm nay là giống như cái đồng hồ cát á, nó phình ra rồi xong rồi thắt lại rồi phình ra. Trời ơi, tiêu chí phình ra khép lại phình ra. Chào em tên gì? Chào chị, em tên là Đỗ Thị Thu Hương. Đỗ Thị Thu Hương? Dạ, em 23 rồi chị. 23 ha, còn quá trẻ ha. Hương đang làm gì? Em học luật. Tốt nghiệp luật hả? Dạ. Dạ, tốt nghiệp luật là nói chuyện chắc là luật dữ lắm nè. Xinh lắm xem nha, xinh rồi, lắm để nha. Để xem rồi chàng trai chúng ta đến từ đâu, tên là gì, làm nghề gì. Xin mời. Trời. Quá dữ. Ô, trời ơi, quá hay, chào cổ điển. Mời bạn ngồi. Dạ. Một cách xuất hiện rất là ấn tượng. Bạn tên gì? Dạ, em tên Ca Xuân Cang. Năm nay em 27 tuổi. Làm bên hoạt hình 3D và game. À, tức là làm về kỹ thuật đúng không? Vừa kỹ thuật mà vừa nghệ thuật. Kỹ thuật luôn, đúng rồi. Cái này là tôi thích lắm, là làm 3D đó. Bên đây rất đẹp trai nha, tóc quăng quăng dễ thương lắm nha. Đúng rồi, bên đây ta cũng đẹp gái lắm đó nha. À, Hương nè. Dạ. Nhưng mà em xinh như vậy đi học rồi không, sinh thời sinh viên mình mà không lẽ không có bạn trai? À, nói ra thì xấu hổ. Có gì đâu xấu hổ, có gì đâu xấu hổ. Có gì đâu xấu hổ. Tại vì cái số không biết ăn ở sao mà cứ quen bạn trai là cứ toàn gặp người có vợ. Toàn gặp người có vợ không? Dạ đúng rồi chị. Mà mình không biết người ta có vợ rồi mình quen, hay là mình quen rồi rồi mình mới biết là người đúng ta có rồi vợ. Giấu giếm kỹ lắm, xong cái quen khoảng 1 tháng 2 tháng cái là biết ra là có vợ. Nhưng mà rồi sau một thời gian tại sao em biết là người ta có vợ, em phát hiện hay là người ta tự thú? Cũng nhiều lần lắm, có khi là có người thì là vợ phát hiện xong rồi nhắn tin cho em. Trời còn đó. Có người thì em nghe mọi người trong cơ quan của cái người đó nói. Rồi nói chung là cũng nhiều tình huống mà ít ra cũng 6 cặp, 6 người vậy. 6 người như vậy? Trời ơi, kỷ lục. Cái gì vậy trời? Nhưng mà sao kỳ cục vậy em? Sao mà đi bị người ta bị một lần người ta đã sợ rồi mà em bị tới 6 lần là chị không tại, hiểu luôn. Tại cái nhược điểm của em là dễ tin người, ai nói gì em cũng tin. Ờ cho nên bữa nay là sợ quá đến chương trình để dạ, giờ chương rồi, trình kiểm tra trước giùm á phải không? Trời ơi, chút xíu. Ăn luôn. À, kiểm tra trời chút xíu nha. Comment cho kỹ nhanh lên. Bên đây nghi lắm mà. Kiểm đi, kiểm đi. Em nhìn 27 tuổi coi chừng rồi nha. Tới tham gia chương trình có nộp giấy độc thân chưa? Dạ có anh. Có phải không? Chứng minh hàng chưa bóc tem luôn anh. Bán tủ. Chắc chắn chưa vợ phải không? Chắc chắn chưa vợ chưa? Dạ chắc anh. Thề tụi tôi đi. Dạ em thề. Rất là dễ thương ha. Bây giờ bạn nghe bên kia bạn thấy bạn có giống bên kia không? Cũng giống giống, gần gần giống vậy. Gần giống là sao? Tức là bạn đã cũng yêu người đã có vợ. Ê quên. Không phải em yêu người em đã yêu có chồng. Một cái người mà quen tìm hiểu thì mới biết là một thời gian em biết là người ta có bồ rồi. Có bồ không sao mà có quen người nào có vợ chứ. Ý có chồng chưa? Chưa anh. Chưa đúng không? Vậy là không bi kịch bằng bên kia. 27 tuổi, mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình nữa. Dạ lúc đầu thì em quen một cái bạn mà ở chung công ty. Nhưng mà cái phát hiện ra là cổ là có bồ rồi. Xong cái em nói thôi giờ mình quen, mới quen một cái cô hàng xóm. Chứ làm ăn gì? Làm ăn gì? Chỉ quen để có người dẫn đi xem phim rồi uống cà phê. Quen 2 năm rồi, bây giờ cô ấy nói 10 năm nữa mới lấy chồng. À. Mà mình không đợi được. Đây là tham gia chương trình. Bây giờ để tôi hỏi cái vụ này nè. À Hương nè. Dạ. À, chị thấy em rất là, bề ngoài của em rất là xinh. Mà chị nhìn cái từ chung là nhìn em rất là hiền. Dạ. Em tự nhận xét về bản thân mình đi là em là người như thế nào? Mọi người đánh giá là em ngoan. Ngoan. Ngoan, hiền, được lòng người lớn chị. Với lại em có cái ưu điểm là em giỏi chịu đựng á. Giống như người ta chửi mà em cũng cười. Trời đó. Trời đất ơi. Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Nhưng mà chị nghĩ ai đâu mà nỡ chửi em. Em xinh như vậy mà ai mà chửi. Bên kia cái cá mẫu tính cũng lạ lắm không? Đúng rồi. Bên đây cá tính cũng hơi lạ. Dạ. Tiêu chí của em về một người bạn đời là như thế nào? Về ngoại hình thì chỉ cần
dễ nhìn thôi, em không đòi hỏi gì nhiều. Có 3 vòng cân đối. Trời ơi, không có đòi hỏi gì nhiều hết trơn. Không có đòi hỏi nhiều. Cân đối là sao? Tám mấy đều hết hả? À, không, hôm nay là giống như cái đồng hồ cát á, nó phình ra rồi xong rồi thắt lại, rồi là phình ra. Trời ơi, tiêu chí phình ra, khép lại, phình ra. À, bây giờ nếu để cho em được chọn lựa một người đàn ông của riêng mình thì em mong muốn người đàn ông của em sẽ là người như thế nào? Dạ em thích một người không còn đẹp trai đâu, văn âm cũng được, nhìn khỏe mạnh. À, nhưng mà nhất là đừng có mập bụng. Đừng có mập cái bụng. Dạ đúng rồi. Nhìn với lại không hút thuốc. Em rất là ghét hút thuốc. Hồi gì uống mùi thuốc lắm. À. Dạ. Còn thuốc không? Dạ không ăn thuốc thì em không hút, nhưng mà em uống bia cho nên có bụng. Cũng may mập đúng không? Chủ yếu là người phải hoàn toàn. Anh nghe cô này anh thân, muốn qua nhìn qua tức quá cái. Anh nào quay mặt tôi coi cái cô đó nha, tôi nói thiệt cô nha. Cô là cái người mà tôi ghét mà tôi thấy không ai là thương cô. Có cô làm ăn gì coi được. Chửi bây giờ cười thiệt. Mình thử chửi thì chửi cười thiệt. Ủa ai chửi cũng cười vậy đó hả? Dạ. Cái nhược điểm của em là vậy đó hả? Em nghĩ ưu điểm đó chứ. À ưu điểm á hả? Dạ đúng rồi. Nửa chồng chửi cũng cười. Hên xui à, lúc đó đổi tắm sao được. Trời dễ thương nha. Dễ thương không? Có, dễ thương. Vậy hả anh? Bất ngờ nha. Dễ thương lắm em. Để chị coi có bụng bự không nha không? Dẹp giùm em đi chị. Sao nhìn đi. Hóp vô đi ông. Có hút thuốc không? Dạ không luôn. Em là chuẩn men mà. Tóc quăng này khôn lắm luôn. Được, được, được. Gọn, mình phọt, mình dây. Bây giờ nè, hai người sẽ gặp nhau ha. Mở màn lên cái em giống như lần đầu xuất hiện giùm anh cái tạo ấn tượng đi. Cặp này xứng đôi đó, cặp này xứng đôi à. Xuất hiện làm giống như nhảy hơn nữa nha. Dạ. Làm gì vậy? Chuẩn bị, màn kéo lên. Một sự xuất hiện gây ấn tượng. Đủ gì? Anh đếm 2, 3 là làm luôn. 3, 2, 1, action. Vô. Cái gì vậy? Sao? Anh muốn tặng em một ca khúc Thay Lời Muốn Nói của anh. Hay là mình hãy cứ bất chấp hết yêu đúng nhau đó đi em. Hay để cho chắn em muốn nghe tim nói gì. Rồi nói cho anh nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 4 em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có em hay để anh hôn em luôn đi. Hết sạch. Mình nhỏ nha. Mình nhỏ này. Sáng uống thuốc chưa? Anh hai liều à? Hai liều luôn. Gan quá, gan quá. Rồi. Ấn tượng ban đầu 2 phút. 2 phút. Tiếp theo bắt đầu. Chào anh. Chào em. Dạ. À, em muốn hỏi anh một điều duy nhất thôi. Là nếu như mà có thành đôi á, thì sau chương trình này á, anh có đồng ý là dắt em về gia đình để ra mắt gia đình không? Ngay về liền. Ok, ngay lập tức. Anh mới gặp em là anh có cái ấn tượng gì đó rất là quen, gần gũi. Thì em tính em thì cũng hiền thiệt, nhưng mà nhiều khi nó cũng điên điên lắm, em cũng không biết được. Anh thì cũng vậy thôi. Tùy cơ ứng biến, nhiều lúc mà gặp những cái chuyện mà cần phải ganh thì mình cũng ganh lên. Giống như vừa rồi anh cũng chưa uống thuốc nó đủ á. Anh cũng lên cơn luôn. Dạ. Vậy là giống anh rồi đó, có cùng tần số với anh. Dạ. Giờ bấm lòng. Em nóng lòng muốn bấm. Hết giờ. Và bây giờ mời các bạn đặt tay ra phía sau thành ghế để chuẩn bị nhấn nút hẹn hò. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1. Từ từ thôi nha. 2. Nhìn bên kia nhìn tôi chi. Và 3. Cũng vui.
chung là gặp gặp bạn này về buồn buồn cũng vui. À, bạn rất là vui ha, rất dễ thương. Vui. Hôm nay hai bạn hình như là đã gặp một cái tần số nào đó với nhau rồi, rất là thoải mái khi nói chuyện và mong rằng cái sự thoải mái này chúng ta sẽ tô đậm lên nữa và hiểu nhau nhiều hơn. Và mong rằng cái con đường sắp tới nó sẽ không gặp trong gai trắc trở gì nữa. Một cái khởi đầu đẹp và sẽ đi đến một cái kết thúc rất là đẹp. Chúng ta hãy ôm nhau. Nắm tay đi. Nắm tay nhau. Em nắm nhảy nữa giờ. Rồi mời hai bạn, chúng ta chờ một tí đi, chúng ta sẽ đến những vòng quay may mắn để nhận những phần quà từ Toshiba. Nụ cười của anh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh run muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? Kiểm tra cho em là anh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng nhưng mà sạch sẽ. Dạ anh có cảm nhận gì về em không ạ? À? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm ở Bình Thạnh á. Trời chống nóng tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay. Nắm tay mà hồi hộp của anh mong muốn ngày đó sẽ tới. Gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hộp như ngày hôm nay nghe. Em mong muốn ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Mời bạn nữ. Mời em. Mời bạn nam. Mời đi em. Mời em gái giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Viền Linh. Chào em. Em tên có 4 chữ T ạ. Trần Thị Thanh Thảo ạ. Năm nay em 29 tuổi. Về em ở Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản. Mời bạn trai giới thiệu. Anh chào Viền Linh, anh Viền Linh. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Đình Đạt. 34 tuổi. Đến từ Bình Định. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì đúng vậy Đạt? Sống ở Bình Định. Bình Định là sát bên Phú Yên rồi, coi như là mình về quê chung rồi đó. Đạt đang làm công việc gì? Em đang quản lý kỹ thuật tại công ty Edwin á, cơ khí chế tạo á. À cơ khí chế tạo tức là các loại máy móc đúng không? Đúng rồi. Sao run quá vậy? Em cũng run. Rồi thôi để bạn gái giới thiệu, cái bên kia hít hơi rồi lấy hơi cho bình tĩnh nha. Ưu điểm khuyết điểm của Thảo là gì? Ưu điểm của em là dễ thương, anh nhìn rất là hiền lành, đặc biệt là biết nấu ăn, khéo léo. Em có một số tài lẻ như là biết nhảy múa, cắm hoa và một xíu về ca hát. Rồi khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là vì em hiền lành cho nên là ai nói gì em cũng nghe đó, dễ tin người. Rồi em cũng đôi khi mà em cũng có nóng tính nữa thì em cũng càm ràm xíu. Rồi em trai bên kia bình tĩnh chưa? Rồi chị ơi, giới thiệu ưu điểm khuyết điểm mình. Bây giờ ta đang vô ga bên đây đó, thoải mái mạnh mẽ lên coi. Dạ ưu điểm của em là nhớ rất lâu á, làm việc rất tập trung. Còn khuyết điểm á là làm việc quá đâm say mơ nên quên thời gian. Em hắt dơ, sợ rắn và rất ghét người bất hiếu á. Em thì hiếu thảo lắm anh ơi. Con trai sao sợ rắn rồi? Tự nhiên sợ vậy anh? Một là em chạy, hai là em lấy cây đuổi đi. Ủa em gái tuổi gì em? Em tuổi con rồng. Hả? Con rồng ghê hơn rắn nữa đó. Đạt tuổi con gì? Tuổi con heo á, Quý Hợi á. Quý Hợi, hợp, rất là hợp. Bạn gái chia sẻ đi, đường tình trường bạn như thế nào rồi? Tình trường của em là trải qua 20 tình ạ. Lúc mà đại học á thì em quen được 2 năm. Sau khi mà đi ra trường thì em có quen thêm 3 năm nữa. Em cũng có quen anh mối tình đó, cũng sinh năm cùng Quý Hợi, cũng 34 tuổi. À, bằng tuổi anh bển. Dạ, nhưng mà khi mà em xác định tiến đến hôn nhân á thì bạn kia chưa có sẵn sàng. Thì em hỏi anh bên kia có anh muốn tiến tới hôn nhân chưa, cho anh bên kia anh cũng chăm chú làm việc dữ lắm luôn đó. Dạ, không biết là anh có sẵn sàng tiến đến hôn nhân không anh ạ? À? Sẵn sàng em ơi. Đạt cả bao nhiêu mối tình rồi Đạt? Dạ, 2 mối tình anh. Mối tình gần dây nhất là bao lâu rồi? Cách đây 2 năm rồi. Tại sao lại chia tay? Do là lúc đó là hai người tính cách không hợp. Em bận rộn công việc quá chứ là đó, ít dành thời gian cho người yêu nên đó, hai người chia tay. Quen mấy năm mà chia tay? Quen 2 năm. Sao cái lý do giống như bên đây chia tay bạn trai quá vậy trời? Mà bây giờ anh muốn lấy vợ thì anh phải tập trung, có dành thời gian cho cái người bạn gái của mình để tìm hiểu mới tiến tới hôn nhân được chứ Đạt. Dạ công việc em thì cũng ổn rồi chị, sẵn sàng dành cho người thời gian cho người. Sẵn sàng nha. Rồi cái mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là hiền lành, cái nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam là yêu chồng thương con với biết chăm lo gia đình. Chiều cao thì khoảng 1m55 đến 1m6. Em mẫu người bạn trai của em là như thế nào?
Dạ, mỗi người bạn trai của em cao là trên 1m65, mập cũng được, hói cũng được, nhưng mà đừng có hô. Về tính tinh là em thích cái người đó là vui vẻ, hòa đồng được, giao tiếp được, hiếu thảo. Em đặc biệt là quan trọng cái người hiếu thảo và không hút thuốc. Em muốn cái người đó nói chung là cũng gần tương đối giống như là ba em và anh em vậy đó. Dạ, anh Đạt, anh có biết hút thuốc hay không anh? Anh còn nhỏ giờ không hút thuốc nha. Được rồi ạ. Anh có cơ bạc không ạ? Không luôn em. Dạ. Sao em thấy anh không có dạng dĩ, không có nói chuyện được. Em cần một người bản lĩnh. Do là lên đám đông nên run xíu, nhưng anh rất bản lĩnh. Và tính anh á là chững chạc nhưng ít nói. Nhưng khi viết công việc anh rất bản lĩnh. Quản lý kỹ thuật là cũng bản lĩnh lắm á. Giờ em hát bài cho cậu nghe cho nó xôm xôm chút coi. Cho cậu nói nãy giờ cậu nói em nói ít quá. Em hát dở lắm anh. Kệ nó. Hát vui là chính thôi. Tạo không khí cho cậu yên tâm vậy mà. Bài gì cũng được. Em hát à? Rồi. Sợ lắm khi yêu ai tìm dài khờ. Sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặt tựa giang, anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Bây giờ quá phải không? Ngồi yoga không à? Ngồi yoga không hả? Vậy nè, hiền không á. Anh quản lý mà anh rung dữ vậy anh? Rồi có hai người anh có nói nhiều không? Cô này là cổ thích người nói nhiều hơn cổ một chút, cổ ít nói lắm. Cô hiền dữ lắm. Đẹp lắm à. Em nói nhiều lắm chị. Nói nhiều lắm à. Là đám đông thì rung thôi chứ hai người thì không rung phải không? Rồi vậy anh có chủ động không? Có, anh chủ có động. Có à? Thì nãy giờ chưa thấy chủ động. Vậy lát kéo màn lên phải chủ động nha. Chị Tương kiểm tra cho em ảnh có mũi cao không chị? Cao vừa vừa. Vừa đủ xài. Ờ, cười của ảnh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh rung muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? À, kiểm tra cho em là anh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng, nhưng mà sạch sẽ. Cảm ơn chị Tường. Trời đất ơi. Hình thức là coi như là người đi làm chứ không phải là dạng bóng bẩy. Dạ, dễ thương quá. Ủa em sợ đàn ông ở dơ lắm hả? Em không có sợ đàn ông ở dơ, mà em sợ là cái người đó không có biết chăm lo cho bản thân của họ thì sẽ không có chăm lo được con cái và vợ. Em không thích đàn ông gì nữa? Vui hơn tí và phải chủ động hơn. Thôi để chút gặp nhau để cảm nhận nhiều hơn á. Dạ. Chứ nãy anh cũng đang hồi hộp, nhiều khi gặp em hồi hộp hơn. Hôm nay nhà gái mình đi với ai? Em đi với ai nè? Dạ em có ba em, anh em của em, hai người trong công ty nữa. Chung là cả gia đình luôn. Nói chung cả nhà với cơ quan luôn á. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Chào Cát Tường. Nãy giờ nói chung là cũng thấy anh Đạt bên này thì cũng chững chạc. Hai con thì thấy cũng hợp đấy. Ba cũng mong muốn đến chương trình này hai con phải cho một cơ hội để tìm hiểu, đi đến hôn nhân là cái điều chính nhất. Dạ, tại nãy giờ thấy là bạn gái là toàn muốn tìm tiêu chuẩn là phải giống như là ba. Dạ, à, bên đây Đạt là nó cũng có tương đối là không giống hút thuốc nè. Dạ. Cờ bạc thì không thì được rồi, hai điểm điểm đó là đủ lo cho gia đình tốt rồi. Dạ. Đấy. Dạ, cũng chào bác ạ. Dạ, chào con. Dạ, bác nếu như con có lấy con gái của bác thì con sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái của bác ha. Mình phải làm một cái bờ vai mạnh mẽ như vậy mới gọi là xứng đáng tấm chồng để mà người phụ nữ tin cậy. Rồi cảm ơn bác ạ. Rồi hôm nay Đạt đi với ai? Vợ chồng em gái em trai với mấy bạn hả chị? Em ruột á hả? Em ruột. Dạ em chào Vương Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em thấy chị bên này cũng dễ thương, hiền lành, thì em thấy hai anh chị hợp nhau. Nếu có cơ hội thì anh chị cho cơ hội mình đến với nhau. Dạ, cảm ơn. Thôi bây giờ kéo màn lên cảm nhận thôi. Quan trọng là hai bạn đó. Bắt đầu. Đó, chủ động đi ra. Dạ em xin chào anh. Dạ anh có cảm nhận gì về em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm ở Bình Thạnh á. Gia đình anh có mấy người vậy ạ? Gia đình anh là có 4 anh em. Anh là con thứ mấy? Anh có một anh đầu, anh thứ hai, anh thứ ba và anh thứ ba, còn hai đứa em nữa. Dạ cũng giống như em. Cho em hỏi gia đình, công việc và bản thân của anh á. Anh sẽ phân bố thời gian của mình thế nào? Anh là ưu tiên cho gia đình trước. Dạ. Xong tới công việc, xong tới bản thân. Bình thường thì anh làm á, sau giờ làm thì anh làm những gì? Sau giờ làm anh còn làm thêm một số việc nữa. Anh là bên cơ khí cho tàu máy. Dạ. Anh làm xong là anh gì anh làm cho cái sướng của bản anh nữa. Anh làm giờ hành chính từ 7 giờ đến 4 giờ chiều. Khi mà nếu không có hẹn thì anh làm tới khoảng 8-9 giờ anh mới về nhà.
Đó, cái đó là bình thường, còn nếu mà có tình yêu rồi thì anh sẽ dành thời gian thế nào anh? Lúc đó các tụi bận thì anh sẽ thu xếp trước hoặc là gặp sau, quan tâm tới người yêu sau. Còn nếu từng đó nào, nếu như là không có bận thì anh sẽ bình thường thì là quan tâm tới người yêu. Anh có phải là người khô khan không anh? Em không cần phải lãng mạn lắm, em cần thực tế, nhưng mà mình phải biết tạo dựng cái niềm vui cho em quá. Anh là người ít nói thôi chứ anh cũng lãng mạn lắm, anh không khoan. Anh lãng mạn thì anh làm những gì cho em, giả sử như vậy à? Sinh nhật thì anh có thể là anh làm việc bất ngờ, là chúc mừng sinh nhật bất ngờ em, hay là tặng món quà hà ho này đó. Phụ nữ thì rất thích tặng hoa, nhưng mà nãy em toàn là chủ động em nói với anh không à, anh có gì anh hỏi với em không? Cảm nhận cô gái là như thế nào, nói luôn đi. Anh cảm nhận em là một người nói chuyện rất hay. Dạ, không biết sao hôm nay em lên nói chuyện cũng bản tự nhiên đi. Thôi cô ấy bản lĩnh đấy, rất rõ ràng đấy. Em thích người bản lĩnh hơn em. Anh có cái gì muốn hỏi em nữa không? Chứ nãy giờ em chưa có muốn thấy anh hỏi gì. Đàn ông phải bản lĩnh lên, chứ ngồi im hồi ta không nghĩ bản lĩnh, ta nghĩ bản lề là mệt lắm. Em là một người rất là nói chuyện rất là hay, cá tính là rất là mạnh mẽ, với lại là một người là có kiến thức xã hội rộng á, hiểu biết nhiều, hiểu rộng. Em có thích cô gái ngồi đối diện mình không? Thích anh, thích. Trái tim có rung động không? Dạ có. Anh thì không thích, không có lại một cái cách là tôn thờ một tình yêu dạng chắc đánh. Anh hy vọng em thấy anh thấy em rất hợp, anh hy vọng là anh có thời gian để tìm hiểu em nhiều hơn. Vậy thôi đó. Dạ. Hồi nãy anh nói anh thích chủ động, bây giờ anh đứng lên. Nãy giờ người ta hỏi không à. Anh đứng lên anh tiến tới. Lãng mạn. Thế anh xin nắm tay anh nói một câu một gì đó, nó cái cảm xúc của anh hiện tại hay là anh đang cảm thấy người ấy như thế nào, rồi mình về chỗ mình quyết định có bấm nút hay không, chứ anh tôi nghĩ vậy chắc tới. Anh không được bấm quá. Giá như bây giờ trời đổ mưa, hai đứa mình không có áo mưa, nắm tay chứ đâu phải mình phanh đi tay. Lang thang ngoài mưa, tặng hoa ngoài mưa gì đó. Lãng mạn tay một câu anh quá. Anh rung quá đen, anh bấm độn nãy giờ anh chưa động thổ được. Bình tĩnh ấy anh, tại vì em lên đây em trước là em rất là run, nhưng mà lên đây rồi không có gì mà phải run á, anh phải bản lĩnh mới giữ được em. Nói đi, nói. Đợi cho nó nắm tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay, nắm tay mà hồi hộp của anh mong muốn ngày đó sẽ tới gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hộp như ngày hôm nay. Em mong muốn ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Được rồi anh. Rồi. Được rồi anh lên, anh run quá. Rồi kịp quá. Rồi hết thời gian. Này chắc cũng nhát gái lắm đây. Rồi để tay nút bấm đi các bạn. Có thể trước đám đông người ta nhát vậy thôi, nhưng khi về cuộc sống gia đình hai người thì người ta không như vậy đâu. Bây giờ là giờ phút chúng ta lắng động, suy nghĩ lại để nghe, cảm nhận nhịp đập trái tim của mình. Nhắm mắt lại để hình dung về cái người bên kia. Có thật sự là một cái người mà mình đang mong muốn, có cho mình một cái cảm giác gì đó an toàn để có thể gửi gắm được cái tình cảm của mình hay chưa. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cái quyết định bấm hay không bấm nó quan trọng lắm. Có thể nói là nó thay đổi cả cái vận mệnh của mình, tình duyên của mình đó. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Tôi cứ lo, tôi phải nói giúp cho bạn đó. Có hay tôi nói giúp không? Sợ khổ không bấm. Đáng đẹp trai. Cô gái này rất là bản lĩnh đấy ha. Lấy được cô vợ thế này là phải nói cũng tốt lắm. Nhưng mà hãy cố gắng gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Cô ấy cần một sự mạnh mẽ và đàn ông, giống như là ba cô gái nói, cần một sự mạnh mẽ lên em trai nhé. Không, thật ra chị nghĩ anh chỉ ít nói thôi, chứ còn đó là cũng là một mẫu người đàn ông để có thể dựa dẫm được. Đấy, hai người hợp đấy. Hợp. Đẹp trai, đẹp gái. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân thì bạn sẽ nhận được TV 50 inch. Chúc mừng các bạn. Nhưng mà nhân tiện đây thì Tường cũng muốn bạn trai hứa một câu gì đó với bác Tường. Hứa với bác là con. Hồi nãy là chưa bấm nút, bây giờ bấm rồi. Mạnh hứa mẽ đi. Gì đó. Ai người cha ta rất thương con gái, mà người ta đang cũng rất là lo lắng. Con hứa là con sẽ mạnh mẽ hơn nữa đó. Quan tâm chăm sóc với em nhiều hơn.
giờ nói xong thở ra. Nhớ bạn ấy tên gì không? Thanh Thảo à? À hay quá, tưởng đâu. Cảm ơn anh rung á, bên đây hồi hộp á. Rồi. Chưa hôn nhau không được xuống. Xin bác trai đi. Hả? Xin bác cái này nói. Bác trai chẳng hôn á. Lớn lên bác chưa nghe kìa. Dạ con thưa xin bác trai con hôn em. Mạnh mẽ lên. Bác kêu mạnh mẽ lên kìa. Dạ thưa con bác. Dạ thưa bác trai. Cho con hôn em Thảo. Rồi đó bác nói rồi kìa. Dạ em cũng có lời cảm ơn đến anh Linh, chị Tường cùng quý vị khán giả và ban tổ chức đã tạo cho em đến một cái sân chơi tìm người tương lai của em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Nhớ đám cưới mời anh nha. Anh đi ngang Quy Nhơn đi về Bình Định luôn. Nhà anh ở đó mà. Rồi, hai bạn đi thoải mái đi tâm sự đi. Cặp này cũng xứng đôi. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao và chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Em ơi em đưa ra yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ trên. Bừa bộn, thôi nói chứ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn á, nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa sao Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Hồng Vân và Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He vì uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chúng tôi. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quỳ Linh xin mời quý vị chúng ta hãy gặp cặp đôi đầu tiên. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ, em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xoăn, đầu không hỏi. Sao nói với anh Đường Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải Đường Linh đúng không? Cái gì vậy? Không. Xin mời bên đằng gái. Chào cưng, ngồi đi cưng. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em. Rồi bây giờ nè, mình giới thiệu về bản thân chút xíu đi nào. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào anh bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Tu Quyền, hiện tại thì 25 tuổi, hiện tại đang kinh doanh spa tại Thủ Đức. Rồi mời bạn trai. Vâng, đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chào em. Chị Hồng Vân, bạn gái phía bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Nam, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai và công việc của em tại là nhân viên kỹ thuật cho một công ty sản xuất nhà thép tiền chế. Quyền, em nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Em thì có những cái ưu điểm thì nói năng rất là hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình và cảm thấy rất yêu thích làm đẹp. Anh bên kia có thích làm đẹp không ạ? Trời, anh rất là thích luôn á. Nên vậy là anh nghĩ là mình rất là hợp với nhau rồi. Mặc dù là chưa nhìn thấy mặt nhau thôi. Dạ vâng, nếu như mà có cơ hội thì em sẽ chăm sóc anh ha. Trời ơi, hay quá nhỉ. Rồi còn điểm yếu là gì à, Quyền? Dạ, điểm yếu thì bình thường á là em không có ngại đâu. Nhưng mà đến khi mà em có cái nói hay là những cười nhiều hoặc nói nhiều thì hơi có gương mặt của mình hơi đỏ. Là đối tượng sẽ chọc em ngại luôn. Nhớ nha bằng Nam. Vâng, mở rào ra là chọc sao mặt đỏ lên, càng đỏ càng yêu. Không phải đâu, nhưng mà em mặt mà khi ngại cũng đỏ, em sợ bạn nữ chọc lại. Hai người mặt đỏ hả? Dạ. Em có cái sở đoản gì không? Em thì lúc nhỏ thì đam mê là ca sĩ, nhưng mà gia đình thì mong muốn làm bác sĩ. Còn cuộc đời thì đưa đẩy muốn làm spa. Mà hát hay không? Biết hát. Hát không hay. Hát không hay nhưng mà dạ, là thích hát. Không hát không hay. Thì đi làm spa đúng rồi. Chứ bây giờ mình thích hát, hát không hay sao làm ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi em hát tặng bên đàn trai một đoạn nào đó coi em. Em sẽ tặng một đoạn ngắn gọn thôi nha anh. Chứ dù em hát không hay nhưng mà chịu khó nghe. Anh ơi đi đâu hãy đến cầm tay em đi. Đến nơi chẳng ai biết ta là ai tên chi.
cao nguyên xa xôi hay là về nơi đồng xanh, chỉ cần là có anh. Rồi, chỉ cần là có anh thôi nha. Anh thấy giọng hát cũng ổn lắm á. Vâng. Dạ, làm ca sĩ được không anh? Làm spa được lắm luôn á. Bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là em hòa đồng, vui vẻ với cả mọi người, thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm mà em thấy là lớn nhất và em cũng đang dần khắc phục bây giờ nó là cái nhút nhát trên đám đông. Nhút nhát đám đông. Thực sự là mỗi lần trên đám đông thì mặt đỏ ra bắt đầu. Hồi đâu nhút nhát thì em hát dạ, tự nhiên em quên nhút nhát thôi. Dạ, vâng. Rồi đáp lại bạn gái luôn, hát câu đó nào. Và đáp lại phía bên bạn gái mình cũng xin gửi tới một số đoạn trong ca khúc. Người yêu dấu hỡi, em mãi là mặt trời, gạt đi bóng tối xót xa cho cuộc đời anh. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau anh mãi đợi, vì anh biết rằng con đường hạnh phúc là đây. Rồi, ngọt ngào đấy. Có thể hai bên bổ sung, bên kia làm đẹp, bên đây hướng dẫn lời hát ha. Rồi em sao? Rồi lý do tại sao em lại có mặt ở chương trình này? Tình yêu của em sao rồi? Khi mà Tết thì em hay về. Những người ở quê thì lớn tuổi rồi, cứ nói là năm nào cũng về nhưng mà chả thấy dắt. Nhưng mà em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Một mối tình cách đây bao nhiêu lâu? Em cách đây thì đã 3-4 năm rồi. Tức là yêu được bao nhiêu lâu thì là chia tay? Mối tình đó thì cũng được 3-4 năm. 3-4 năm, vậy là từ thuở học sinh đúng không? Dạ từ 3-4 năm, lý do chia tay? Lý do chia tay thì nếu về tình yêu nghiêm túc thì em rất là nghiêm túc. Nhưng mà đến cái độ tuổi đó thì nếu mà lập gia đình thì không có, còn chưa vững. Nên là bạn đó cũng muốn lập bên gia đình, nên là hai người cũng... Dạ thôi, bất đồng quan điểm đúng không? Bất đồng quan điểm rồi sau đó là sẽ ngưng. Vậy là 3-4 năm rồi chưa có mối tình nào khác? Dạ vâng. Hy vọng là bữa nay xong là có mối tình tiếp ha. Dạ. Và anh cũng không ngại khi mà cùng em đi về Bình Định đâu. Ta chưa yêu cầu mà. Anh có ngại xa không anh ơi? Đó thì anh nói trước vậy đó, anh không có ngại đâu. Nên là ví dụ như cuối năm mà em muốn có người về chung thì anh sẵn sàng. Nhưng mà rước dâu thì hơi xa đó. Trời ơi, chưa gì nghĩ tới chuyện đó luôn nữa hả? Vậy hồi tôi với ông hỏi chi nữa Linh? Được. Thôi cho bấm nút cho rồi luôn đi. Rước dâu tới Bình Định ăn em hả? Em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở huyện Phú Mỹ. À, không chứ cũng không xa cái mấy đâu. Dạ. Rồi, bạn nam. Dạ thì... Bạn có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối tình? Dạ, và mối tình gần nhất cách đây cũng khoảng 2 năm rồi. Yêu mấy năm? Như 1 năm ạ. 1 năm? Dạ vâng. Tại sao lại chia tay? Dạ thì đó thì bạn gái cũng ra Hà Nội, với cả một tháng sau thì bạn cũng công khai người yêu mới, nên là thôi em cũng rút lui. Ồ, tức là người ta đi trước mình một bước đúng không? Dạ vâng. À, em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào bạn gái? Dạ, em thì không có nhiều yêu cầu lắm đâu anh. Chỉ bụng không bự nè, tóc không xăn, đầu không hói. Sao nói với anh Quyền Linh vậy? Tức là hình ảnh của em là không phải anh Quyền Linh đúng không? Cái gì vậy? Rồi để anh kiểm tra đây coi sao nha. Trời không ơi. Hút thuốc nữa nha anh. Anh bên kia có hút thuốc không ạ? Hút không? Anh không. Cao bao nhiêu? Có muốn đàn ông cao không? Dạ cao hơn em phải 1m65 trở lên. Em nhìn anh coi có quăng không? Trời, không, tóc anh đẹp lắm anh. Có hói không? Dạ không hói luôn. Bụng có bự không? Bụng thì em chưa biết. Bạn bên đây là nói chung là những cái gì em đưa ra thì mọi thứ có chút chút. Ủa gì đó hả cưng? Trời chết rồi. Tóc có quăng quăng. Để tôi coi đi. Sao thành nghệ sĩ anh ạ? À? Đầu có chút chút, chuẩn bị có hơi hướng hói. Dạ em chào chị ạ. À. Dạ. Tóc anh có xoăn không anh? Tóc anh có một xíu. Không có xoăn, cái này gọi là nếp. Tóc có nếp. Rồi bụng không có ha? Bụng tất nhiên là không. Tóc không hề hói, không, nói chung là những cái gì mà em không muốn là đây không có. Anh Linh đánh lừa em thôi. Em hình dung cái bạn gái bên đây thì sao? Có, em có tưởng tượng là khi nghe giọng nói, cái cách nói chuyện nãy giờ thì em có thấy giống cái hình mẫu mà em suy nghĩ trong đầu không? Em nghĩ đây là bạn gái rất là lanh lợi, rất chủ động. Còn về hình mẫu thì em không có hình mẫu nào chung chung cả, bởi vì mỗi hình mẫu đều có một cái nét đẹp riêng. 30 tuổi rồi em cũng chẳng có yêu cầu gì cao cả, chỉ cần là con gái là được. Chỉ cần là con gái thôi. Em có miếng nào đàn ông trong người không vậy? Dạ không chị. Con gái thuần chủng. Đó, như vậy là đáp ứng đủ 100% tiêu chí của em rồi. Em không thích gì ở bạn gái? Em không thích đầu tiên đó là tính lăng nhăng rồi. Thứ hai đó là ở lăng nhăng hay là cằn nhằn? Lăng nhăng. Lăng nhăng, có lăng nhăng không vậy? Dạ không luôn anh. Em chính thị lắm anh. Mà rối quá rồi đây anh. Đây là chị. Rối quá. Rồi gì nữa nè?
Dạ, không thích cái gì nữa nè? Hai nữa là ở dơ. Ở dơ có ở dơ không? Em là chuyên sạch sẽ luôn. Có kỹ tính kỹ càng không? Dạ cũng kỹ tính lắm. Em ơi, em đưa ra yêu cầu anh thấy không hay rồi đó. Phụ nữ không bao giờ ở dơ trên. Bừa bộn, thôi nói chứ bừa bộn đi. Hơi bừa bộn chút thì có. Dạ. Ông muốn hỏi han gì bên đàn gái tôi không? Không cần hỏi, đàn gái đẹp rồi. Hả? Tôi thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Bây giờ ông hỏi coi là ví dụ như giờ với cái mẫu người bên đây là đàn gái tôi là ông nhắm là ưng bao nhiêu phần trăm? Tôi ưng 100% rồi, tôi thấy qua đàn trai tôi chịu đàn gái chắc chắn rồi, tôi khỏi còn hỏi gì hết. Về tôi hỏi ý kiến người thân thôi rồi tôi mở rào cho hai bên gặp mặt. Bên bạn trai đi, bạn đi với ai? Hôm nay em đi với mẹ em và anh họ. À rồi, sao cô? Có mẹ đi nữa đó. Diễn chưa cô? Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào ông Mai Quyền Linh và Mối Hồng Vân. Dạ. Hôm nay chương trình tổ chức thì gia đình rất là vui, vinh dự là được tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tuấn Nam là một người sống rất là tình cảm. Thế còn bạn gái bên này thì mẹ thấy cũng rất là xinh, trông cũng rất là năng động, nhanh nhẹn. Thì thôi mẹ muốn hai con là đến chương trình này là một cái duyên, thì các con cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như mà các con mà tiến xa được hơn nữa là một cái niềm vui đối với gia đình. Dạ, thì không cảm biết, ơn cô. Không biết sao nhưng cảm nhận nè, cảm nhận á là đây là một người phụ nữ rất là hiền, nhân ái đó. Nhân ái, thương con. Gương mặt là rất là có hậu luôn á. Nếu mà chúng mà bấm nút á là nhỏ này hơn nè, đúng không? Đúng. Bây giờ mình dạ, hỏi đàn gái coi. Em đi với ai nè? Dạ, em đi với hai cô bạn thân rất là xinh đẹp. Hai cô bạn. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ. Em xin chào anh ạ, và cũng như là chào đàn trai bên kia ạ. Dạ, em xin nhận xét về đàn trai bên này thì em thấy là anh này dạ rất là được ạ, công việc ổn định ạ. Dạ, còn đối với bạn em thì Quyền là một người sống rất là tình cảm. Và điều quan trọng là bạn không thích lăng nhăng, thích người chung thủy. Nên là em nghĩ là hai bạn rất là hợp. Điều em chỉ muốn nói là anh ơi hãy giải thoát ế cho bạn em. Trời, tội nghiệp nhỏ mới 25 mà ế cái gì rồi hả cô? Thôi bây giờ mở rào đi ha. Mở rào đi. Nha. Mở rào. Chào em. Đây, thế thì nay đến chương trình thì anh xin tặng em một bó hoa và một món quà mà. Em cũng có quà để tặng anh. Quà đi, cho hả? Có một cái sự liên kết coi nè, coi như là ý nghĩa của món quà nè. Là món quà mà em muốn tặng anh đó là hương nước hoa. Nên là em rất thích mùi này. Nếu như mà anh chỉ cần xịt thôi là để được cuốn hút đối phương rồi ạ. Chỉ cần xịt thôi. Trời, chỉ cần xịt là cuốn hút đối phương hả? Rồi, anh cảm ơn em nha. Dạ. Với lại là em không thích bạn nam mà hơi có râu, để râu. Kiểu để râu nhìn nó hơi già đi. Rồi, anh cũng không thích vậy. Dạ, em có tiện thể ở trong là có voucher chiệt râu miễn phí cho anh. Nếu như anh có cơ hội để ghé em. Đó, ok em. Và cái lọ nước hoa này anh sẽ chỉ sử dụng khi mà chúng ta hẹn hò nhau thôi. Dạ đúng rồi. Lãng mạn quá. Rồi mở bên đây coi cưng. Mở quà bên đây coi là gì nè. Dạ vâng, cái này là em tặng bạn một cái đèn ngủ. Một cái đèn ngủ khá là cute. Đâu cầm lên coi em. Cầm lên coi, cầm xem mọi người coi nào. Anh mong muốn cái đèn ngủ nhìn muốn ngủ liền á. Dạ đúng. Cái món quà này thì có thể sẽ giúp em trong cái giấc ngủ được ngon hơn. Và nếu có thể nữa thì anh cho phép em mơ về anh. Trời ơi. Rồi còn hoa hồng là sao? Ý muốn gì trong đây đây? Dạ, bao nhiêu bông vậy? Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu rồi. Và cái này 30 bông đúng bằng cái số tuổi của anh đó. Và hy vọng rằng em sẽ giải thoát ế cho anh. Hai đứa lạnh ế lắm rồi gặp nhau cứ giải thoát ế không? Em nhìn áo sơ mi màu trắng là em có cảm tình rồi. Tại vì em rất thích bạn nam mặc áo sơ mi trắng. Anh có cảm nhận gì về em không? Có cái suy nghĩ đầu tiên mà anh nghĩ về em đó là anh đã nghĩ sau này đám cưới chúng ta làm bao nhiêu mâm? Mời những ai? Liền luôn rồi. Cái ấn tượng đầu tiên là em rất là dễ thương. Nhìn năng động, nhanh nhẹn và anh rất thích. Ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy, cái ấn tượng đầu tiên là anh cảm thấy là thích rồi. Thì công việc của em ở đấy chắc là cũng thoải mái đúng không? Vất vả lắm không? Nói chung thì công việc thì không có gì mà vất vả. Nhưng mà thời gian của em thì nó hơi bị gò bỏ. Tại vì thời gian thì nó không có thời gian rảnh. Thì bình thường anh một tuần anh rảnh vào... Thường là anh sẽ rảnh vào buổi tối. Sau này chúng ta có hẹn hò thì anh có thể sắp xếp được thời gian. Miễn là sao nó tiện cho em là được. Một tuần chúng ta có thể gặp nhau mấy lần.
Thì đấy là cái em cái điện đi thì anh lúc nào cũng buổi tối em rảnh mà anh sẵn sàng chạy lên đây. Hiện tại là anh đang làm ở Đồng Nai đúng không hay sao? Ừ, anh làm ở Biên Hòa. Em ở Thủ Đức thì hơi xa, đi lên rất là xa luôn. Đâu có đâu, anh thấy bình thường mà. Đâu Thủ Đức với lại gần hơn ông sát bên gần luôn ạ. Sát bên mà. Đây là cái việc mà khoảng cách thì em không cần phải lo đâu, cứ để đó anh lo được rồi. Anh nói không có con đường nào xa, chỉ có khoảng cách giữa con tim với con tim xa thôi. Còn á, nếu mà hai con tim nó đồng dạng, đã hiểu nhau thì không có con đường nào xa hết. Ủa con sao tim... Linh hay quá vậy? Linh hay vậy? Linh giống như là phóng viên báo mực tím vậy đó. Trời ơi. Nếu mà sau này ví dụ có tiến tới được với nhau thì em có thể chuyển về dưới này và mở luôn tiệm ở nhà được. Có làm dâu không? Có làm dâu không anh? Thì bây giờ thì anh đang sống với ba mẹ, thì em có ngại việc làm dâu không? Làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em có một cái ưu điểm là em muốn cái người đàn ông với mình á là yêu thương ba mẹ của mình nhiều hơn. Và thay vì đó em yêu thương ba mẹ của anh bên đó thì giống như là yêu thương ba mẹ mình. Nên là em muốn, quan trọng là người tình cảm thôi. Anh có dự tính là cái mối tình liền nghiêm túc để tới hôn nhân hay không? Anh có chứ. Nếu mà không đến một mối tình thì anh đâu có lên đây để kiếm một người bạn đời như này. Tại vì em rất là ghét lăng nhăng. Ví dụ như anh rất là rảnh buổi tối đúng không? Buổi tối thì có thể là lâu lâu anh lên chơi với em, còn buổi sau ở dưới Biên Hòa Đồng Nai có thể chơi với cô khác. Thì cái đó là, nói chung là thời hiện đại, nhưng mà cái đó không ai biết được. Có thể tắt nguồn và chơi thoải mái. Hỏi đi cơ, có ghen không? Thấy cái mòi này có bộ ghen à nghe. Ghen à? Dạ, em không có ghen đâu chị. Em rất là thoải mái, không có ghen. Nhưng mà kiểu như là không thích kiểu người lăng nhăng. Tại vì nếu như mà đã lăng nhăng rồi á, đã có máu lăng nhăng rồi á, là tự khắc nó sẽ lòi ra thôi, chứ em không có điều tra, em cũng không thích điều tra, cũng đúng không rồi, thích giờ cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra đúng không? Dạ đúng rồi. Em yên tâm đi, anh tới đây với một cái sự chân thành, muốn kiếm một người mà sau này có thể đi cùng anh tới những đoạn đường còn lại. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta cảm nhận, nhắm mắt lại, cảm nhận xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu thật sự rung động hãy bấm, còn không thì không cần bấm ha. Quyết định lực của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rồi, chúc mừng. Hai chúng ta có thể nắm tay được. Các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trong sự chứng kiến của gia đình. Và tôi tin chắc rằng ở trên truyền hình cũng có nhà bạn gái đang xem. Bây giờ bạn trai nói gì với gia đình bạn gái đi. Xin phép là hôm nay bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó. Vâng, thưa cô chú thì nay gặp được em Quyền ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cảm thấy rất là có duyên với nhau. Và nếu như được sự cho phép đồng ý của cô chú thì con sẽ tiếp tục mối quan hệ này và sẽ tiến xa hơn nếu được. Bạn gái, có mẹ bạn trai đó nói gì đi. Dạ, chào cô ạ. Con thì con thấy cô con rất là mến và nhìn cảm giác như thế thì con muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, nên sau này ví dụ như có tới được với nhau thì con cũng muốn hai bên tạo cái sự mối quan hệ hòa hợp với nhau, tại vì gia đình của con cũng rất là dễ thích. Cô cũng rất là mong hai con sau này mà đến được với nhau ấy, thì mẹ mong là mẹ có dâu hiền và Tuấn Nam rồi có vợ Thảo. Cảm ơn chương trình. Rất hy vọng là như vậy. Con hiền lắm cô. Đây là món quà của Anh. Chưa hôn. Hả? Chưa hôn. Thấy chưa? Chưa hôn. Rồi hôn đi. Đấy. Anh hôn em một cái. Sau này anh cho phép em hôn lại em một cái. Trời ơi. Hôn kêu luôn. Một lần nữa thì chúc các bạn hạnh phúc. Chúc các bạn sớm thông báo tin vui chúng tôi nha. Dạ vâng, em cảm ơn. Dìu bạn gái đi. Đúng rồi. Mấy đứa nhỏ mà nắm tay nhau nó đi thấy thương quá à. Rồi biết chừng nào dự được đám cưới đó ta. Mong sớm chút đi. Bạn ơi, bạn trai ơi. Dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ ạ. Bạn Út sao nè? Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Út này thiệt tình lại luôn, trúng đâu mà Út. Út lo kỳ quá, Út lo kỳ quá. Đó, đúng rồi. Chứng kiến rồi, trúng rồi. Nó phải trúng. Dạ. Mời bạn Nam. Ê,
Rồi mời gia đình bên đàn gái. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ em chào chị Hồng Vân, dạ, dạ em chào bạn gái bên kia, dạ chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thủ quỷ đó dạ. Em thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kim bảo vệ kho luôn. Nữa đó. Không ai vô được hết trơn á. Dạ. Nha. Út hết luôn hay là còn Út nữa? Dạ còn Út nữa. Trời ơi. Em là Út nhất, còn Út nhì là Út hết. Thường dưới quê hay có nhiều Út lắm. Út dạ. Nhất, Út thêm, Út nữa, Út bét, Út dạ. Chót. Là em Út nhì, còn Út ở nhà là Út mót anh. Út mót nữa. Mót, dạ. Trời ơi, thấy mót có tên Út lòi nữa. Tức là dạ. Mót cái hồi tự nhiên đâu lòi đàn ông nó đặt Út lòi luôn. Lòi. Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đâm đâm một chút. Em có cái tật xấu gì không? À, dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó. Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không, mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi, dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ. Bạn Út sao nè? Giới thiệu thế mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em là nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng, với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình, anh sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử một câu nghe coi. Dạ. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ, tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, cưng ghê. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ, hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học và em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm chị. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng mà em quên tuổi tác luôn rồi á. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ có kỹ dạ, tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Dạ anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. Anh 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau này cải thiện. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Dạ. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có 2 mối tình, thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh. Trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ cho nên là quen em. Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian, cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi. Người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không? Anh nghĩ rằng có đó. Chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Hả? Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào dạ, trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mà mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, tôi coi cái bạn này có sát. Dạ em chào chị Hồng Vân. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không? Hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng, có trắng không chị? Em nói trắng lắm. To cao. To cao, không hói. Yên tâm thù quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút, quyết đó. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á, ở bên đây như hơn cái điều mà em muốn hay sao? Hiểu như chị. Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. À, nghe cũng nôn quá, cô gái rất là năng động, dạ, có duyên, dễ thương. Nhưng mà... Dạ em chào anh. À, chào anh gái. Nhà gái. Trời ơi, vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó. Không phải ế. Chắc có lẽ là hơi khó tính thôi. Khó quá và nhút nhát quá. Dễ thương mà nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân ta đi học là ta lo ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Rồi sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Nó hả
hỏi những cái câu đó sao trả lời với tôi cũng đâu thích hỏi đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hỏi nhưng sau khi lấy vợ là hỏi, thành ra không thích cũng phải thích thôi. Mà cái đó là không phải là hỏi bẩm sinh, cái đó là hỏi nhân tạo. Không phải hỏi bẩm sinh thì thôi cái chuyện đó mình không hỏi. Hỏi không là do tính tình của người phụ nữ. À, em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. À, chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Dạ. Mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ gì hết. Tới giờ mẹ cứ suối hoài kêu con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong trong công ty thì nó không có đường ăn. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không phải là nhút nhát, cũng không phải là gì mà hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Vậy là có hai em gái hả? Hai em gái của chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ, hiện tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em đi có gia đình rồi, cũng mong muốn chị có được một gia đình hạnh phúc, tìm được một người đàn ông biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị, cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái dạ, kia? Em thấy cái người đàn ông bên đây thì sao? Dạ, thì em thấy được, nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh tại không vì... biết, anh không biết nhậu em ơi. Dạ, tại nhà em phụ nữ không à. Anh uống nửa ly rượu vô là anh xỉn liền, anh không có nhậu dạ được. Tụi em mong muốn là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc như chị em. Rồi, bây giờ anh trai, anh đi với ai? Dạ, em đi với em gái họ với người bạn. Rồi, em gái. Em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương. Nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân. Hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn. Một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn nữa. Kho luôn. Mở rào. Nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Chào em. Anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh, nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, yeah, rồi cảm ơn anh ạ. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có về quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng á, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau, từng đêm một từng ngày. Dạ. Công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn á anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi. Thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch. Thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy. Anh cũng suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ em có nhà chưa? Em không có nhà chị, em thì ở quê, nhưng mà em lên đây thì em làm thì em ở nhà của công ty thuê cho em. Ở nhà công ty luôn. Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào? Em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Có tiện cả đôi đường không?
Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Hay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên rồi. Mình trả em hiếu có ở đâu em cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè? Nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì đúng cũng rồi. Khó tin, nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh, chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Yeah. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau, tìm hiểu nhau á, thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không thôi? Anh cứ nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc, và để hiểu nhau. Rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Em thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ, bolero thích không? Dạ có. Thích là em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đêm. Dạ bolero em ơi, thì em đêm làm một bài ngay mà liền luôn. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi, bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Em xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. À anh tên Úc. Nào để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 hết thời gian. Hay quá. Rồi. Rồi, rồi. Mừng lắm. Vui. Vui rồi đó. Nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào. Cái nụ hôn đầu tiên con tôi đó nghe. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó, đầu đời luôn đó nghe. Mọc ốc không? Không? Mọc ốc không? Có trúng không Út? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng kìa. Chưa trúng. Út này thiệt tình lại không trúng đâu mà Út. Út lo kỳ quá, Út lo kỳ quá. Đó, trúng rồi. Chứng kiến rồi trúng. Nó phải trúng. Dạ. Đúng chưa? Dạ rồi rồi. Hả? Vân Vân làm chứng. Đúng chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Đúng cho tôi bắt hung cho trúng cho được rồi nha. Dạ. Kinh quá à. Nửa đám cưới nhớ mời tôi nha. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ. Em tự tin về những cái gì mà em có và em yêu thích được cái điều đó. Ví dụ như là em cũng có nhan sắc nè. Cũng dễ thương nè. Bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa bà mối Hồng Vân? Dư luôn anh ơi. Dư hả? Dạ. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi bạn. Bây giờ thì mời đàn gái giới thiệu cho đàn trai biết sơ lược về lý lịch trích ngang của mình thế nào. À, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào anh Quyền Linh nha. Chào em à. Em chào các anh chị ở tại trường quay ạ. À. Em chào bạn nam bên kia. Chào em. Em tên là Thanh Tâm, em 29 tuổi và hiện tại thì em là nhân viên ngân hàng. Em quê đâu? Dạ em quê ở Quảng Ngãi chị. Nhưng mà em hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia. Và cùng quý vị khán giả, em là Hoàng An, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Nghệ An. Và hiện em tại làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở bên quận Gò Vấp và sinh sống ở Gò Vấp con anh. Em làm về gì? Dạ, công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì em? Bên công ty quảng cáo anh. À, kinh doanh quảng cáo bên kia, ngân hàng, được á. Rồi em điểm mạnh, điểm yếu, em giới thiệu chút xíu về mình đi. Vâng ơi, em được cái đó, là em rất là tự tin. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ, em tự tin về những cái gì mà em có và em yêu thích được cái điều đó. Ví dụ như là em cũng có nhan sắc nè. Cũng dễ thương nè.
vui nè. Rồi em thì thích lắng nghe người khác tâm sự. Với lại là nhà em có con nít nên em rất là yêu thích trẻ con. Đó là những điểm mạnh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì là tại vì em ít nấu ăn á, cho nên là em nấu ăn thì không được có ngon cho lắm. Hát thì cũng không có được hay. Hát không được hay hả? Dạ. Thì không, nhưng mà thích hát không? Rất thích hát chị. Vậy hả? À, em có thể thể hiện ca khúc hát ở đây được không ạ? Được chứ, trời ơi, được. Hay quá. Nào, mời em gái. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn trái tim anh muốn gì, hãy nói cho em nghe một câu thôi, 1, 2, 3, 5 anh có đánh giờ nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Rồi, anh xin cảm ơn ạ. Chút xíu mở rào rồi anh nhào qua. Anh ơi, 1, 2, 3, 5 á, anh có đánh rồi nhịp nào không? Có không anh? Anh phải đổ ngồi hộp hết trơn rồi đó. Coi như là bạn trai bên kia đang bị áp đảo, phần thắng nghiêng về bên nhà nữ. Bối rối bên này đó em gái. À, bây giờ em trai nói cho bên đàn gái nghe đi những ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, em xin nói tới cái điểm của em trước rất là nhiều. Thì em là người rất là ít nói, hay thức khuya. Và đôi lúc cũng có hơi nóng tính. Rồi. Còn cái ưu điểm của em là hay thương người, hay giúp đỡ người khác, và biết nấu ăn, thích ca hát, biết làm các công việc nhà luôn. Tình trường của em là bao nhiêu mối tình rồi? À, em chính thức thì có 2 mối tình chị. Mối tình dài nhất của em là 3 năm. 3 năm. Rồi mối tình thứ hai được nhiêu? Mối tình thứ hai thì hơn 5 tí chị. Vậy hả? Dạ. Rồi cách đây bao lâu rồi? À, hơn 1 năm rồi chị. Tại sao lại chia tay? Em xinh đẹp như vậy mà tại sao lại chia tay? Tại vì là trong cái định hướng trong tương lai của bạn á thì không có hình ảnh em trong đó. Với lại bạn ấy quá bận. Và em chủ động chia tay luôn. Dạ vâng ạ. Để mình tìm một cơ hội khác cho mình. Cũng bản lĩnh đó ha. Bản lĩnh chứ. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em đã trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối chính thức hả? Dạ. Cũng gấp đôi ta dạ. Rồi. Dài nhất là mấy năm em? Tình dài nhất và sâu đậm nhất là 4 năm. Sâu đậm tới 4 năm, tại sao chia tay? Thì người bạn nữ kia là bên đạo Công giáo anh. Bên bạn gái kia có đạo không? Em theo đạo Phật anh Linh ơi. Rồi, vậy là tốt. Cái này cũng đạo Phật. Mối tình ngắn nhất là bao lâu? Mối tình ngắn nhất và gần đây nhất là 2 năm anh. Ngắn nhất là 2 năm luôn? Cách đây 1 năm. Rồi sao chia tay? Bạn nữ hay ghen quá anh. Bạn gái bên kia có ghen không? Em ghen có chọn lọc anh ơi. Có chọn lọc. Nhớ nha. Bởi vì chia tay vì ghen đó thành ra phải chọn lọc nha. Bây giờ bạn trai, bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người bạn gái em muốn tìm dễ nhìn một chút ạ. Dễ nhìn? Hiền. Bên kia rất dễ nhìn luôn. Dạ. Nghe rất giọng tự tin thôi. Đúng cao rồi. Từ 1m55 trở lên và biết quan tâm chia sẻ với người khác. Còn gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy là đủ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Kiểu tròn tròn. Tròn tròn thì có chị Hồng Vân không? Giống ca sĩ Dương Hồng Loan ấy. Dương Hồng Loan à? Đúng rồi. Bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa bà mối Hồng Vân? Dư luôn anh ơi. Dư hả? Dạ. Còn em sao, em hình mẫu lý tưởng của em? Em thì... Đừng nói với chị là hình mẫu là anh Quyền Linh nha. Em phải cụ thể hơn chứ chị. Cụ thể đi. Dạ. Ngoại hình thì phải cao hơn em. Ở tầm 1m68 trở lên. Dạ. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Có luôn. Dạ. Anh ơi, anh có gia trưởng không anh? Không em. Anh có vũ phu không ạ? Không em, anh hiền lắm. Ông dạ. Nào mà nhận vì, là ông vũ phu. Em anh hiếp anh thôi à. Thì người đó phải có tính tự lập. Không quá phụ thuộc vào gia đình. Dạ. Em chào anh Linh. Trời ơi, chào em gái, dễ thương xinh đó, xắn. Đó, ta tự tin vậy là đúng rồi. Đúng rồi, anh thích nhất chỗ đàn gái là tự tin. Dạ, em chào chị ạ. Chào cưng. Em không thích người phụ nữ nói nhiều, ích kỷ. Dạ. Em có nói nhiều không vậy cưng? Thân rồi em mới hơi nhiều tí thôi. Hơi nhiều quá. Thân mới nói nhiều, có nghĩa là khi nào nói nhiều nhưng mà nói vui thì được chứ đừng có càm ràm cái chuyện gì đó, nói hoài. Nói nhiều mà mang tính tích cực đúng không? Dạ, đúng vui rồi. Vẻ thì là em đồng ý đúng không? Dạ, đúng rồi. Yên tâm em, đàn gái thấy vui lắm rồi. Vân thấy là hỏi người đúng thân rồi. Được rồi đó. Hỏi đi Vân. Em đi với ai? Hiện tại thì em đi với chị của em à. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào nhà trai bên kia cũng như là khán giả đang xem chương trình. Em xin giới thiệu, em là chị dâu của Tâm. Tâm nhà em thì là một người sống tình cảm, tự lập rất là cao. Có lúc thì cũng rất là mạnh mẽ. Cho nên là nếu mà hai bạn sau này mà tiến tới có tìm hiểu nhau á, thì bạn nam cũng nên là nhường nhịn, mềm mỏng với Tâm một tí. Còn về bạn trai bên này á, thì em thấy là ngoại hình ổn, công việc ổn định. Qua cách nói chuyện thì có vẻ rất là thật thà, thẳng thắn. Có nhiều điểm cũng phù hợp với Tâm.
Thì đó là nhận xét của em. Còn về việc có bấm nút hay không thì tùy vào cảm nhận và sự lựa chọn của Tâm. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Thằng trai, em đi với ai? Trời, hôm nay em đi với bạn thân của em. Bạn thân. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh với chị Hồng Vân, cùng toàn thể khán giả với hội nhà gái bên này. Em là bạn thân của An. Thì em cũng có những đánh giá nhận xét cũng sơ qua bạn An này thì bạn An nói đó. Thì đúng như vậy luôn. Bạn An thì mặc dù là cái tính có thể hơi nóng, nhưng mà tại vì gặp những cái vấn đề bất chắc là mình nóng. Còn đối với bạn nữ bên này thì em cũng có một lời nhận xét. Bạn nữ bên đó rất là xinh xắn, nói chuyện thì nói chung rất tự tin. Nói chung là cũng có những điểm mà bạn An cần. Thì em cũng rất mong là hai người bấm nút cho nhau một cơ hội để tiến tới một cái tương lai sau này tốt đẹp hơn. Dạ, em xin cảm ơn em. Cảm ơn em trai. Mở rào đi nào. Bắt đầu không gian này của mình nha An nha. Cố lên nào. Hãy chinh phục một nửa mảnh ghép của mình. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Đứng lên tặng quà liền e ấp. Dạ, anh có món quà tặng cho em. Dạ. Thì hy vọng sau này nếu mình cho nhau cơ hội đến với nhau á, thì mỗi lần em mua con gấu này em xin nhớ đến anh. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một con món quà nhỏ tặng anh. Thì trong đây nó thể hiện là những cái suy nghĩ giữa người phụ nữ và người phụ nam. Qua đó thì mình sẽ hiểu nhau hơn, hội hiểu đối phương hiểu nghĩ gì và tại sao mà người ta phải cư xử như vậy. Dạ. Anh nhớ đọc xong anh phản hồi lại cho em nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi đưa đây tôi ôm gấu giùm cho. Trời ơi hợp với bộ đồ quá nè. Lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận về anh thế nào? Qua cách nói chuyện thì em thấy anh khá chín chắn ạ. Nhưng mà hát rất hay. Anh hay run lắm. À con sao ạ? Thì em thấy em gái thế nào? Xinh ngoài tiên liệu không? Dễ thương, xinh. Em cảm ơn anh. Ví dụ như sau này mà mình ở trong một nhà, thì ở trong một nhà thì thế nào cũng sẽ xảy ra một cái xích mích giữa em và gia đình của anh. Một cái hiểu lầm nhỏ thôi, thì lúc đó anh sẽ cư xử như thế nào? Anh sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân để mà giải quyết nó cho êm đẹp. Chứ anh là một người rất là có chính kiến. Yeah. Anh thì cũng có hiểu nhưng mà không phải là cái bên gia đình bên mẹ anh còn mẹ thôi. Thì mẹ đúng mà mẹ nói sai mà anh lại bênh mẹ cũng được. Mẹ em sai mà anh bênh em cũng được. Cái gì mình làm đúng thôi. Chúng ta không còn thời gian nữa. Còn 30 giây nữa. Bạn trai muốn nói gì với bạn gái? Có thể tiến tới nắm tay bạn gái để nói một câu gì đó cho bạn gái yên lòng. Có thể là bạn gái sẽ bấm nút ha. 30 giây bắt đầu đi em. À cho anh nắm tay em. Thì anh cũng mong anh với em cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ. Kết quả thì tí nữa anh sẽ biết ạ. Thôi kết quả sẽ biết. Rồi trở về ghế đi các bạn. Chúng ta để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ các bạn đã trò chuyện cùng nghe những người thân góp ý. Nếu trái tim mình rung động, mình sẽ bấm nút. Nếu không rung động, không cần bấm nút. Chuẩn bị 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2. Hai mà ông bấm rồi đó. 3. Hết thời gian. Người ta làm rất đúng luật nè, 3 người ta mới bấm. À, chúc mừng em. Nắm tay được rồi đó. À, em xin nắm tay em. Dạ. Cưng quá nè. Ở đó thủ tục đầu tiên kìa, xin phép đi. Chỉ cho em hôn. Chúc em. Dạ. Trời dễ thương quá à. Rất là nhẹ nhàng, tình tứ trời ạ. Nhẹ nhàng, tình cảm. Nắm tay thật chặt lên nha. Mình hãy bất chấp yêu nhau đi anh nha. Em có hỏi ảnh là 1, 2, 3 năm có đánh rơi nhịp nào không? Ảnh vẫn chưa trả lời em. Sao em trả lời liền đi em. Có em. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Trời ơi dễ thương quá. Trời ơi thả thính dễ thương như trời. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ em cảm ơn chị Hồng Vân. Em cảm ơn anh Quyền Linh ạ. Như vậy là cặp đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai.